thưa quý vị, với mục đích tập trung xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, đồng thời khắc phục những hạn chế bất cập của pháp lệnh cảnh sát cơ động năm 2013. Bộ Công an đã ban hành và triển khai luật cảnh sát cơ động với nhiều nội dung mới, quy định cụ thể, chi tiết nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng cảnh sát cơ động và triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn lực lượng công an nhân dân. Luật cảnh sát cơ động được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, luật số 04 năm 2022, chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, gồm 5 chương, 33 điều, đã thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động, tuân thủ hiến pháp cũng như kế thừa các quy định còn phù hợp, bổ sung các quy định mới nhằm thể hiện tính đặc thù của cảnh sát cơ động. Trước đó, ngày 23 tháng 12 năm 2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 đã thông qua pháp lệnh Cảnh sát cơ động số 08, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2014. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động và xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động. Sau nhiều năm triển khai thực hiện pháp lệnh, cảnh sát cơ động đã phát huy vai trò là lực lượng đồng cốt, thực hiện biện pháp vũ trang, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là triển khai đồng bộ các biện pháp, phương án, kế hoạch công tác, tổ chức lực lượng ra quân xử lý kịp thời có hiệu quả các hoạt động gây phương hại đến an ninh trật tự, bạo loạn, biểu tình bất hợp pháp, trấn áp đối tượng có hành vi phạm tội nguy hiểm, đấu tranh triệt phá các chuyên án, các băng nhóm tội phạm có tổ chức, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, hội nghị, sự kiện chính trị quan trọng, góp phần phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước. Tuy nhiên, trước sự phát triển của kinh tế xã hội, sự thay đổi điều chỉnh của hệ thống pháp luật, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đặt ra yêu cầu nhiệm vụ đối với cảnh sát cơ động ngày càng nặng nề hơn. Bên cạnh đó, pháp lệnh cảnh sát cơ động cần khắc phục một số hạn chế bất cập để phù hợp hơn với quy định của hiến pháp và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Mặt khác, trong những năm gần đây, Quốc hội đã ban hành nhiều quy định liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn và xây dựng cảnh sát cơ động, nhưng mới dừng lại ở các nguyên tắc chung, chưa được quy định cụ thể, như tại khoản 3, điều 22, luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, mới chỉ quy định nguyên tắc chung của việc sử dụng vũ khí quân dụng khi thực hiện nhiệm vụ có tổ chức, chưa quy định cụ thể thẩm quyền quyết định sử dụng. Trong khi đó, cảnh sát cơ động là lực lượng được trang bị nhiều loại vũ khí quân dụng, thực hiện nhiệm vụ có tổ chức, theo đội hình chiến đấu. Tại khoản 1, điều 5, luật Công an Nhân dân năm 2018 và khoản 3, điều 26, luật Quốc phòng năm 2019 đều xác định nhà nước xây dựng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng. Trong đó, cảnh sát cơ động là lực lượng được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại. Do vậy, cần luật hóa các quy định của pháp lệnh cảnh sát cơ động và quy định cụ thể các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn, xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động để tuân thủ hiến pháp, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động của cảnh sát cơ động, đồng thời thực hiện đúng theo tinh thần của nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động tinh gọn, mạnh, thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ. Bảo đảm mục tiêu đến năm 2025, toàn lực lượng cảnh sát cơ động tiến thẳng lên hiện đại. Tại Tây Ninh, ngay sau khi luật cảnh sát cơ động được ban hành, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành các kế hoạch triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng để cán bộ chiến sĩ nắm triển khai thực hiện có hiệu quả, cũng như có ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng là cơ sở pháp lý vững chắc cho tổ chức hoạt động. Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Ban Giám đốc Công an Tây Ninh, thì đã phối hợp với các đơn vị chức năng đã tổ chức triển khai trên toàn địa bàn tỉnh và trong toàn lực lượng. Lực lượng cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Công an Nhân dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện những biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Luật cảnh sát cơ động có những phần điều mà trong đó nổi bật lên nhất đó là khẳng định cho phép được lực lượng cảnh sát cơ động trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được chặt chẽ hơn so với thời gian trước đây. Nó đảm bảo cho cơ sở pháp lý để cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng khi tham gia các mặt công tác có được các quy định cụ thể mà được nhà nước công nhận.
quyền hạn của lực lượng cảnh sát cơ động trong cái thực hiện nhiệm vụ là họ được quyền sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, được mang theo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vào các cái khu vực mà có cái mất an ninh trật tự. Có thể nói, luật cảnh sát cơ động là một bước quan trọng để thể chế hóa các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, luật cảnh sát cơ động đảm bảo phù hợp với tính chất đặc thù của cảnh sát cơ động và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Luật cảnh sát cơ động và các văn bản quy phạm của luật cảnh sát cơ động ban hành là một cái cơ sở pháp lý vững chắc cho lực lượng cảnh sát cơ động nói chung trên toàn quốc và lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh Tây Ninh nói riêng, để phát huy được cái sức mạnh làm căn cứ pháp lý xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động trong sạch vững mạnh về mọi mặt và chỗ dựa vững chắc cho cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm quyền lợi chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động trong thi hành công vụ. Luật cảnh sát cơ động ban hành thì nó sẽ quy định chặt chẽ hơn về cái chức năng nhiệm vụ và nó cho phép mở rộng hơn về cái quyền hạn của lực lượng cảnh sát cơ động trong cái phòng chống tội phạm, mà nhất là phòng chống khủng bố, bạo loạn và các cái biểu tình bạo loạn và mất an ninh trật tự, cho phép lực lượng được trang bị rõ hơn về cái phương tiện chiến đấu, được tổ chức cả từ địa phương đến trung ương, đảm bảo được cái nguồn lực để xây dựng cái lực lượng cảnh sát cơ động ngày càng trong sạch vững mạnh. Song song với đó, để từng bước củng cố xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội từ cơ sở, ngày 30 tháng 3 năm 2021, Bộ Công an ban hành quyết định số 1984 về thành lập Trung đoàn Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, Công an tỉnh Tây Ninh được thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh. Trung đoàn có 3 tiểu đoàn, một trung đội trung tâm và một đại đội cơ giới. Việc thành lập trung đoàn là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng và công an tỉnh Tây Ninh nói chung, khẳng định sự cần thiết của việc thành lập trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu đối với địa bàn tỉnh Tây Ninh, một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trong khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Qua 2 năm thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu cho thấy là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, là một trong những nội dung thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế của địa phương. Lực lượng Cảnh sát cơ động cả nước đã không ngừng lớn mạnh và lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trước sự manh động, hung hãn, nguy hiểm của các đối tượng phạm tội, sẵn sàng sử dụng các loại vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng, cảnh sát cơ động đã sử dụng biện pháp vũ trang với sức mạnh của lực lượng cùng với các loại vũ khí, phương tiện, công cụ hỗ trợ để tấn công, trấn áp, tiêu diệt, bắt giữ đối tượng, nhanh chóng ổn định tình hình. Quá trình thực hiện nhiệm vụ có nhiều cán bộ chiến sĩ bị thương, hy sinh anh dũng, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Việc ban hành luật cảnh sát cơ động là thực sự cần thiết với nhiều nội dung mới, sát thực tiễn. Việc xây dựng luật cảnh sát cơ động đã giải quyết một số vấn đề bất cập của pháp lệnh cảnh sát cơ động. Luật cảnh sát cơ động đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc để cảnh sát cơ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đồng thời phù hợp với yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước trong tình hình mới.